Mới đây, một đoạn clip TikTok của tài khoản Vũ Mỹ Hạnh đã khiến cộng đồng mạng không khỏi rưng rưng. Theo nội dung đoạn clip, một người mẹ sau thời gian dài 3 năm làm việc tại Nhật Bản cũng trở về Việt Nam. Chiếc xe máy chở người phụ nữ này chưa tới cổng là từ đằng xa đã ríu rít tiếng gọi mẹ của hai chị em chừng tuổi mẫu giáo. Sau khi nghe thấy tiếng xe quen thuộc của bố, cậu em đã chạy ra đằng trước, chờ sẵn và vỡ òa cảm xúc khi thấy mẹ. Cậu bé cứ thế mà vừa chạy về nhà, vừa la mẹ về rồi. Vừa gọi cả chị gái ra đón, thế là cả hai lon ton đi theo chiếc xe với ánh mắt mừng rỡ thấy rõ. Nhưng vì người mẹ mới hoàn thành xong việc cách ly y tế sau khi bay từ nước ngoài trở về nên chưa dám ôm con ngay. Khoảnh khắc này đã khiến ai xem qua cũng phải nghẹn ngào. Đúng thật, tình mẫu tử là điều quý giá và điều hiện rõ trong ký ức của mỗi người, dù chúng ta có trưởng thành hay vẫn chỉ là những cô cậu nhóc.